Trời ơi. Hey, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay lại với channel của mình nha. À, mọi người thấy hôm nay CEO rất là vui vẻ ha mọi người, rất là tươi tỉnh ha. Thì hôm trước thì vợ mình đăng lên, lúc đó mình không có nhà, cho nên mình không có làm phụ đề được. Mình sẽ tranh thủ mình up phụ đề lên, rồi sẽ mời mọi người xem lại sau nha. Mọi người đã rất nhiều bình luận, cảm ơn. Hôm nay chúng ta sẽ ねえ、おみちゃん。ねえ、しおちゃん。ジョンがたくさん頑張ればいいんだよ。えんとほみちゃんたまにでいいよ。そう。Hai chồng mình sẽ cố gắng từ đây sau sẽ ra nhiều vlog hơn. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu mọi người cái công việc mà mình đang chuẩn bị làm nha mọi người. Quay sơ sơ cho mọi người xem, chắc mọi người cũng đoán được cái công việc mình đang muốn làm là công việc gì. Ở đây là nó nãy giờ mình bày ra được bao nhiêu đây. Đây là những thứ mà mình sắp chuẩn bị kinh doanh, đó là mình kinh doanh về đồng hồ Nhật Bản. Đây là cái lô hàng đầu tiên mình nhập về, và tạm thời đầu tiên mình sẽ kinh doanh online, kinh doanh trên mạng trước. Bản thân mình á, thì mình là một người rất là thích kinh doanh, nhưng mà mình suy nghĩ hoài mình không biết nên kinh doanh cái gì. Thôi mình bây giờ mình sẽ kinh doanh cái thứ mà mình thích trước. Thì mình rất là mê đồng hồ, mình rất là thích đồng hồ. Đây có rất là nhiều loại, từ những loại tương đối là bình dân cho đến những loại nó hơi cao cấp một chút xíu. Đây, đây không biết mọi người thấy không? Đây là đồng hồ chính hãng Nhật Bản 100%. Là mọi người cũng biết đó, đồng hồ nội địa Nhật á, đồng hồ bên Nhật thì nó chất lượng nó tốt như thế nào. Thường nói là trong cuộc đời mỗi người thì ai cũng sẽ trở thành người bán hàng thôi, thì không buôn bán hàng quá thì cũng sẽ bán sức. Nó thì mình đã quyết định mình kinh doanh cái mảng đồng hồ này theo cái hình thức là sẽ bán hàng online. Mình sẽ đăng trên fanpage Facebook và đăng trên website. Thì mình đã cũng có tạo ra một cái website rồi, và mình cũng đã có đăng hàng ở trên đó. Bây giờ thì dịch nó vẫn chưa hết, thì tình hình kinh doanh nó cũng sẽ, mình nghĩ là cũng sẽ khó khăn. Mình sẽ chuẩn bị sẵn trước đi, rồi sau này khi mà hết dịch thì mọi người có điều kiện kinh tế hơn. Trong thời gian qua thì mình cũng có dành rất nhiều thời gian để mình thứ nhất là mình thiết kế trang web. Đến bây giờ thì cái trang web của mình làm ra thì mình nghĩ nó cũng tạm ổn rồi. Nhưng mà những ai có nhu cầu mua hàng thì có thể lên trang web của mình. Cái địa chỉ là hoshiho.com. Nếu được mọi người có thể lên xem trang web của mình và cho mình cái nhận xét nha. Và mình cũng học hỏi những cách như là cách kinh doanh trên mạng và cách chạy quảng cáo trên Facebook. Với lại thời gian qua thì cũng dành nhiều thời gian để mình set up công việc ở bên Nhật, cũng như set cái kho bên Việt Nam. Thì mình sẽ bán hàng theo hình thức là vừa bán bên Nhật mà vừa bán bên Việt Nam. Và cái dịch vụ của bên mình muốn đem đến mọi người đó là dịch vụ free ship. Mình sẽ miễn phí ship cho tất cả các bạn ở đây bên Nhật, cũng như là mình sẽ ship về Việt Nam miễn phí luôn. Với cái giá là mình sẽ giá rất là cạnh tranh, và tất cả hàng mình bán ở đây mình đều bảo hành 1 năm ở bên Nhật cũng như 1 năm bên Việt Nam. Ở đâu cũng free ship. Đó, về nguồn hàng thì hai vợ chồng mình tìm được một cái nguồn hàng ở bên Nhật với cái giá rất là cạnh tranh, với cái giá rất ưu đãi, cho nên mình đã, chính vì cái nguyên nhân đó cho nên mình đã quyết định mình làm cái mảng kinh doanh đồng hồ online. Thì tạm thời mình nghĩ là online, nếu mà sau này làm thành công hơn, phát triển hơn thì mình sẽ mở ra cửa hàng.
Hiện nay thì ở bên, nhất là bên thị trường Việt Nam thì thị trường mà hàng đồng hồ, hàng giả, hàng nhái rất là nhiều. Cho nên mình, bản thân mình cũng muốn tạo ra một cái nơi, địa chỉ uy tín để sau này mọi người nếu mà có nhu cầu mua đồng hồ thì mọi người hãy nhớ đến mình. Hàng của mình đến với tay khách hàng là hàng chuẩn nhất, hàng chính hãng 100%. Thì mình cũng đang trên con đường là mình phát triển về cái mảng bán đồng hồ, cũng đang trên con đường là gọi là tập tành kinh doanh với người ta. Nói là tập tành thì thôi, nhưng mà mình cũng sẽ rất là nghiêm túc để mình tập trung về cái mảng này. Mình đổ vào một số vốn kha khá, rồi mình cũng có thuê người làm. Đó. Nói chung là mình cũng nghiêm túc trong cái công việc này. Đó, nãy giờ là những cái mà mình muốn giới thiệu mọi người. Và trong tương lai thì sẽ còn rất là nhiều lô hàng tiếp theo sẽ về đến đây. Mọi người thấy mới có một lô hàng thôi mà đã rất là nhiều. Mình check ở trên đây nhiều, rồi cả một thùng hàng dưới đây nữa. Chưa check lên hết. Và trong tương lai mình sẽ nhập về rất là nhiều hàng, rất là nhiều loại mẫu mã. Từ những hãng nổi tiếng của Nhật Bản như là Seiko, Citizen, Orient, Casio. Đó là chuyện mà mình chia sẻ với mọi người về công việc mình đang dự định làm. Tại vì bây giờ có em bé rồi mọi người, cho nên cuối tuần mình không có muốn đi làm quán hay đi làm trong siêu thị như hồi xưa nữa. Mình muốn để dành một chút thời gian để mình ở nhà chơi với con, hoặc là mình phụ vợ mình. Đó, thì mình ở nhà mình có thể làm những công việc mình muốn và mình có thể kiếm tiền được nữa. Cho nên mình sẽ cố gắng mình tập trung vào công việc trong cái công việc này và vẫn giữ cái công việc tại công ty. Rồi, đó là những chia sẻ của mình về công việc của mình. Mọi người cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem clip nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Hai chồng mình sẽ cố gắng ra rất thật là nhiều clip nha mọi người. Rồi, bye bye. Bye bye. Thôi chào. Chơi cưới đi con. Cưới đi. Ồ, buồn ngủ.